Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin 2 News và ngày hôm nay có những thông tin công nghệ nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Đang phản biện không đối thủ thì bị phản đam cực gắt. Không phải smartphone, đây mới là điện thoại được hàng tỷ người dùng. Sau tất cả, Galaxy Fold đã sẵn sàng chào thế giới. Clip nóng liên tục bị lộ tại Việt Nam, hãy cẩn trọng khi đi sửa smartphone. Liên Quân Mobile bản mới quá lác, game thủ Việt nản lòng giận dữ. Vừa mới đây có một nhóm người dùng Facebook đã tranh cãi nhau về một chủ đề trên mạng xã hội và bất ngờ chuyển sang tranh cãi về chủ đề gây ông đập lưng ông của một tài khoản có tên là CTH. Cụ thể thì bạn H đã có những comment tranh luận với thí sinh Olympia Nguyễn Hữu Quang Nhật. Hai người đã thể hiện sự phản biện theo hai phong cách khác nhau. Ngược lại thái độ bình tĩnh của Quang Nhật thì H đã có phản ứng gay gắt hơn, vẫn một mực khẳng định việc xuất hiện trong game show giải trí oai hơn nhiều. Thậm chí cậu bạn này còn thách đố Quang Nhật và cho rằng mình không có đối thủ ở trường trong chuyện học. Trước lời khiêu khích và thiếu lịch sự từ H thì Quang Nhật đã nhẹ nhàng để lại dòng phản hồi kèm theo link bài báo viết về mình. Sau một hồi phản ứng gay gắt thì H chỉ biết cứng họng khi thấy link bài viết từ Quang Nhật. Cuộc chiến này đã nhanh chóng được cư dân mạng lưu lại và lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, ai nấy đều dành lời khen cho màn phản đam cực gắt của Quang Nhật. Một chiếc điện thoại hot nhất đang được hàng tỷ người sử dụng không phải là một chiếc smartphone hay là được sản xuất bởi các hãng điện thoại lớn, mà đó chính là JioPhone, một chiếc điện thoại có các tính năng thông minh và với giá khoảng 20 đô đang được sản xuất bởi một hãng điện thoại ở Ấn Độ. Ngoài việc gọi điện và nhắn tin thì chiếc điện thoại này còn được cung cấp dữ liệu di động giá rẻ, một số ứng dụng cơ bản và truy cập internet. Bên cạnh đó thì chiếc JioPhone còn có pin trâu với thời gian sử dụng lâu, hỗ trợ tính năng nghe nhạc, xem phim. Tuy nhiên thì chiếc điện thoại này cũng không tránh khỏi những hạn chế, tốc độ truy cập chậm, cấu hình và hoạt động kém, chỉ có camera cơ bản và kích thước màn hình nhỏ, ít ứng dụng tiện ích và bàn phím vật lý hạn chế. Sau hơn 3 tháng lỡ hẹn kể từ ngày ra mắt dự kiến thì cuối cùng Samsung cũng đã sẵn sàng cho một ngày ra mắt chính thức cho chiếc Galaxy Fold của mình sau khi được sửa lỗi màn hình. Samsung cho biết là họ sẽ bán ra Galaxy Fold vào tháng 9, tuy nhiên chưa nêu ngày cụ thể. Bên cạnh đó thì Samsung cũng nêu rõ những thay đổi ở phiên bản Galaxy Fold mới này là lớp bảo vệ phía trên màn hình Infinity Flex đã được kéo ra bao cả phần viền. Để làm rõ, đây là phần quan trọng của cấu trúc màn hình và không được bóc ra. Galaxy Fold cũng được gia cố để bảo vệ tốt hơn cho thiết bị trước các loại bụi trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm gập của máy. Phần bản lề phía dưới và trên đã được bổ sung thêm nắp bảo vệ. Những lớp kim loại được bổ sung phía dưới màn hình Infinity Flex để bảo vệ tốt hơn cho màn hình. Khoảng cách giữa khúc gập và thân máy của Galaxy Fold đã được giảm xuống. Như chúng ta đã biết thì dạo gần đây clip nóng bị lộ liên tục tại Việt Nam và một nguyên nhân mà có lẽ ít người dùng smartphone để ý tới đó chính là khi mà chúng ta đi sửa thì thợ sửa điện thoại thường sẽ hỏi mật khẩu khi mà tiếp nhận máy của khách hàng và đó cũng chính là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin nhạy cảm. Theo ông Khánh, một thợ sửa điện thoại đã nói, điều này có thể khiến những thợ sửa tay máy chân tay truy cập vào những dữ liệu quan trọng, nhạy cảm của người dùng. Không ít trường hợp các clip nóng bị lộ sau những lần chủ máy đưa mật khẩu cho thợ sửa. Và theo ông Khánh thì để tự bảo vệ mình thì người dùng cần thực hiện những bước dưới đây là lưu trữ dữ liệu quan trọng trước khi đi sửa điện thoại tại các cửa hàng uy tín, yêu cầu cung cấp thông tin của người giữ mật khẩu, đổi mật khẩu sau khi sửa chữa, nên ngồi chờ sửa chữa và cuối cùng thì các bạn nên cảnh giác hơn khi mà đưa máy cho người lạ nhé. Với những người chơi game thì mỗi đợt cập nhật phiên bản mới thường sẽ có các phản ứng trái chiều và với chiến trường 3.0 thì Liên Quân Mobile đã phải đón nhận nhiều phàn nàn từ cộng đồng người chơi. Theo đó, những điểm mới của chiến trường 3.0 đã khiến cho nhiều người chơi than phiền về trải nghiệm game ngày càng kém đi. Hay giật, đơ màn hình dù vẫn để cấu hình tốt, thi thoảng bị đơ phải thoát game vào lại mới được. Đối với một trong những game được đông người chơi nhất bây giờ thì điều này là không thể chấp nhận được, tài khoản Thị Nguyễn nhận định. Gay gắt hơn, nhiều người chơi còn yêu cầu Liên Quân trở về phiên bản cũ, thậm chí là rủ nhau nghỉ game. Bên cạnh đó, sự thay đổi về ngoại hình của tướng và hệ thống phù hiệu cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, không còn có độ chân thực như trước. Và tới đây thì bản tin 2 News của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên subscribe để có thêm những thông tin nhanh nhất và luôn ủng hộ cho bản tin của tụi mình nhé. Còn bây giờ thì May xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần sau.